Xin kính chào quý vị khán giả. Chúng tôi rất hân hạnh được gửi đến quý khán giả những thông tin nóng và được cập nhật mới nhất trên kênh Tin 24 giờ. Nội dung chi tiết sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Mới đây, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Matthew Miller cho biết, Israel đã thông báo với Washington rằng họ hiện đang tiến hành các hoạt động có giới hạn nhằm mục tiêu và cơ sở hạ tầng của Hezbollah gần biên giới. Chúng tôi đã có những cuộc trao đổi. Israel đã thông báo cho chúng tôi về một số hoạt động trên bộ của họ. Họ đã báo cáo cho chúng tôi biết rằng đó là các hoạt động có giới hạn, tập trung vào cơ sở hạ tầng của Hezbollah gần biên giới. Chúng tôi vẫn đang có những cuộc trao đổi liên tục với họ về vấn đề này. Tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ được đưa ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Yoav Gallant, gần như xác nhận kế hoạch xâm nhập quy mô lớn vào Liban, mặc dù không rõ thời điểm nào quân đội của nước này tiếp tục tập trung gần biên giới với Liban. Đây sẽ là lần đầu tiên kể từ năm 2006 Israel xâm nhập vào lãnh thổ Liban, đồng thời đánh dấu một sự leo thang khác trong cuộc xung đột giữa Israel và Hezbollah, chỉ vài ngày sau khi lực lượng phòng vệ Israel ám sát thủ lĩnh nhóm chiến binh này, ông Hassan Nasrallah, tại thủ đô Beirut của Liban. Trước đó, truyền thông Liban cho biết pháo binh và xe tăng Israel đã tiến hành nhiều đợt bắn phá dữ dội vào làng Wazani, gần thành phố Gaza ở phía nam Liban, giáp biên giới Israel. Các nguồn tin Liban khẳng định đây là những cuộc pháo kích ác liệt nhất của Israel vào làng Wazani kể từ khi giao tranh qua biên giới bùng phát vào tháng 10 năm 2023 giữa quân đội Israel và lực lượng Hezbollah. Cùng với các cuộc bắn phá của pháo binh và xe tăng, máy bay chiến đấu Israel cũng liên tục bay lượn và thực hiện nhiều cuộc oanh tạc vào các vị trí giáp đường biên giới. Các cuộc tấn công dồn dập của Israel vào khu vực biên giới Liban được tiến hành ngay sau khi xuất hiện thông tin quân đội Liban đã rút khỏi các vị trí trên đường biên giới với Israel và lùi về đóng quân tại các vị trí mới cách xa tiền tuyến khoảng 5 km. Còn ở bên kia biên giới, lực lượng phòng vệ Israel tuyên bố các khu vực Metula, Misgab Am và Kfar Giladi gần biên giới với Liban là vùng quân sự khép kín. Cùng với các tuyên bố liên quan của các quan chức Israel, đã xuất hiện nhiều dấu hiệu rõ ràng về khả năng này, bao gồm các đoạn video cho thấy có thêm nhiều xe tăng Israel tập trung gần biên giới với Liban và lực lượng phòng vệ Israel đã huy động nhiều lữ đoàn dự bị trên khắp đất nước. Vào ngày 28 tháng 9, Tổng thống Iran đã chỉ trích cuộc tấn công của Israel, gọi đây là một tội ác chiến tranh. Ông nhấn mạnh rằng cuộc không kích của Israel không chỉ đơn thuần là một hành động quân sự, mà còn là một sự leo thang đáng lo ngại trong khu vực, nhắm vào cả Liban và Palestine. Tổng thống Iran cũng đã gửi lời chia buồn tới chính phủ và người dân Liban, đồng thời khẳng định rằng Iran sẽ luôn ủng hộ phong trào Hezbollah tại Liban. Vụ ám sát ông Nasrallah làm dấy lên lo ngại về phản ứng của Iran. Các chuyên gia cho rằng quốc gia này đang gặp phải một tình thế tiến thoái lưỡng nan. Họ cần phải cân nhắc giữa việc chống lại Israel và việc tránh để chiến tranh lan rộng trong khu vực. Vâng, thưa nhà báo, vai trò của Iran trong việc hỗ trợ Hezbollah sẽ thay đổi như thế nào sau sự kiện này? Vâng, thưa quý vị, Hezbollah thành lập là nhờ Iran. Hay nói một cách khác là Iran đã thành lập ra Hezbollah ở Liban. Vì sao như thế? Vì bấy giờ năm 1982 thì Israel chiếm đóng miền Nam Liban. Và cái chính quyền Liban bấy giờ do Tổng thống Eliad Haroui đứng đầu lại trợ giúp cho Israel để chiếm đóng miền Nam Liban, nơi mà người Shia rất đông ở đấy, người Shia của Liban đấy. Thì Iran đã ủng hộ người Shia ở đấy thành lập ra phong trào Hezbollah để chống lại cái sự chiếm đóng của Israel là cái thứ nhất, và chống lại cái chính quyền của Tổng thống Eliad Haroui vì đã ủng hộ Israel. Thế thì tôi xin thưa quý vị này, sau khi thành lập xong và từ bấy đến nay thì Hezbollah liên tục mạnh lên rất rất nhiều và đã trở thành một nhà nước trong nhà nước như tôi vừa nói. Thế thì bây giờ trở lại câu chuyện là Iran sẽ ủng hộ tiếp sức cho Hezbollah như thế nào trong bối cảnh hiện nay? Thì tôi xin khẳng định thế này là từ 1982 giờ Iran đã ủng hộ hết mình cho Hezbollah rồi. Hezbollah lớn như thế, mạnh như thế, thiện chiến như thế là nhờ Iran. Nhưng bây giờ, xin kính thưa quý vị, tình thế của Iran, của Trung Đông, của thế giới, nó đã khác rất nhiều rồi. Thế nên cá nhân tôi nghĩ rằng
Iran. Đầu tiên nữa là coi cái vụ này là vụ đánh vào mình, là cái thứ nhất. Nhưng xử lý cái vụ này như thế nào thì Iran phải có những cái điều chỉnh. Giống như cái vụ ông Ismail Haniyeh, thủ lĩnh chính trị của phong trào Hamas, bị sát hại ngay tại thủ đô Tehran của Iran, thì Iran cũng phải điều chỉnh. Không thể mà lại tiếp tục gửi súng lại xong để cho hai bên đánh nhau tiếp. Thì tôi nghĩ cái lần này thế giới nó khác rồi. Iran sẽ không như thế. Vì sao? Vì thứ nhất ý, là cái tình thế của Iran cũng gặp muôn vàn khó khăn. Để ý tôi muốn nói đến về kinh tế ở Iran hay vấn đề, các vấn đề chính trị nội bộ Iran cũng đang khó. Mà người dân ở Iran, người ta cũng đã không đồng tình với việc chia sẻ tài nguyên quá lớn, chia sẻ nguồn thu quá lớn cho các phong trào mà Iran ủng hộ. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là chắc quý vị biết, Iran đã bị bao vây cấm vận từ nhiều năm nay rồi. Và bây giờ đang là lúc Iran muốn cởi cái trói ấy. Nếu như mà cứ tiếp tục ủng hộ Hamas, cứ tiếp tục ủng hộ Hezbollah và các phong trào khác, hay là Houthi, vân vân, mạnh như bấy lâu nay, thì tôi sợ rằng cái vòng siết ấy với Iran sẽ mạnh hơn. Iran sẽ khó trăm bề hơn. Và cái lý do thứ ba nữa, Iran cũng phải tính đến một cái khả năng, một cái nguy cơ. Nếu như cứ ủng hộ mạnh Hezbollah đương đầu với Israel, ủng hộ mạnh Hamas, ủng hộ mạnh Houthi đương đầu với Israel, thì biết đâu đấy, Mỹ và Israel sẽ tấn công trực tiếp vào Iran. Thì sao? Thì bây giờ Iran sẽ là một cái nơi để các cái vũ khí tinh nhuệ nhất, vũ khí hiện đại nhất của Mỹ thành cái bãi thử của những cái loại vũ khí ấy. Thì bây giờ hậu quả sẽ vô cùng nặng nề với Iran. Thế nên cá nhân tôi cho rằng cái vụ này đúng là coi là mình bị đánh đấy. Mình đây là ý tôi nói là Iran. Nhưng phản ứng sẽ không mạnh, sẽ không đẩy cái tình hình nó lên căng thẳng hơn. Bởi vì như tôi vừa nói, Iran đang rất rất nhiều vấn đề của mình. Vâng. Không chỉ Iran, sự việc này còn gây ra làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng người Hồi giáo, làm dấy lên lo ngại về khả năng leo thang xung đột trong khu vực. Các tổ chức và lãnh đạo Hồi giáo đã lên tiếng chỉ trích hành động của Israel, coi đó là một sự vi phạm nghiêm trọng đối với chủ quyền và an ninh của Liban. Nhiều cuộc biểu tình đã nổ ra tại các nước ở Trung Đông với những lời kêu gọi đoàn kết và hỗ trợ cho Hezbollah. Và sau vụ hạ sát thủ lĩnh tối cao của Hezbollah thì có thể làm gia tăng căng thẳng giữa các nhóm vũ trang Hồi giáo khác và Israel như thế nào? Tôi xin thưa thế này. Hamas có rất nhiều lực lượng đồng minh ở Trung Đông. Trong đó có Hezbollah, có Houthi, rồi mặt trận kháng chiến Palestine, vân 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 vân, hơn 40 mặt trận, hơn 40 phong trào. Và đương nhiên Hezbollah cũng như thế. Có rất nhiều đồng minh là người Ả Rập, người Palestine. Và họ đều có chung một cái mục tiêu là chống Israel. Thế bây giờ Hezbollah bị Israel tấn công, thì đương nhiên những cái đồng minh của Hezbollah coi cái đó, coi cái thất bại, coi cái đòn tấn công vừa rồi của Israel là tấn công của chính mình. Thế nên họ sẽ hợp lực lại. Về lý thuyết thì sẽ hợp lực lại để chống Israel mạnh hơn. Nhưng như tôi nói rồi, cái tình thế hiện nay nó thay đổi lắm rồi. Và người ta phải cân đong đo đếm đến từng viên đạn phải để bắn ra, từng một độ, từng ụ súng, từng cái ụ súng được triển khai, người ta phải tính. Chứ bây giờ nếu như cứ căng sức như thế này thì cái chảo lửa Trung Đông nó sẽ tiếp tục sôi, tiếp tục nóng. Và bây giờ không ai khác, chính những cái người trong cuộc ấy, kể cả Israel nữa, sẽ là người bị thiệt. Thưa quý vị, các cuộc xung đột gần đây đã khiến cộng đồng quốc tế không khỏi lo ngại vì khả năng leo thang hơn nữa tình hình giữa Liban và Israel.
Đặc biệt sau vụ ám sát của lực lượng phòng vệ Israel, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cũng đã bày tỏ sự quan ngại sâu sắc trước diễn biến kịch tính của tình hình tại Liban. Khi mà theo dõi cái diễn biến của cuộc xung đột này thì chúng ta không chỉ liên tục thấy những màn không kích từ hai bên mà còn thấy cả hình ảnh những người dân đang vật lộn với cả cuộc sống của mình. Vậy thì thưa nhà báo, thì theo cộng đồng quốc tế sẽ có những cái biện pháp cụ thể nào để có thể can thiệp để nhằm giảm bớt căng thẳng ở tại khu vực này? Vâng, kính thưa quý vị, vai trò của cộng đồng quốc tế đã có ở Trung Đông từ lâu lắm rồi. Từ cuộc chiến tranh Trung Đông lần thứ nhất, tức là ngày 14 tháng 5 năm 1948, theo một cái nghị quyết của Liên Hợp Quốc, thì bây giờ là phải thành lập nhà nước Do Thái của Israel và thành lập nhà nước Palestine của người Ả Rập Palestine. Nhưng đúng cái ngày ấy thì lại xảy ra chiến tranh và chỉ có một nhà nước Do Thái được thành lập thôi. Còn nhà nước Palestine thì như quý vị biết, đến bây giờ vẫn là chưa có. Thì ngay bây giờ cộng đồng quốc tế đã lên tiếng rất mạnh rồi. Và suốt từ ngày 14 tháng 5 năm 1948 đến nay, cộng đồng quốc tế đã lên tiếng rất nhiều rồi. Liên Hợp Quốc đã ra rất nhiều nghị quyết về Trung Đông rồi. Nhưng đến bây giờ vẫn đâu hoàn thành, chưa đâu vào đâu cả, chiến tranh vẫn là xảy ra hàng ngày. Tôi nói như thế để ý tôi muốn nói rằng cái lần xung đột hiện nay thì cộng đồng quốc tế rồi Liên Hợp Quốc, các nước lớn đã lên tiếng cả rồi, đã yêu cầu Israel chấm dứt chiến tranh đi, đã yêu cầu Hamas trả các con tin đi, vân 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 vân, nhưng tất cả đều bị bỏ ngoài tai. Và một cái nữa, chỗ này chúng ta cũng nên nói đến vai trò của Liên Hợp Quốc. Liên Hợp Quốc bây giờ khác với Liên Hợp Quốc ngày xưa rồi. Bởi vì các cái thành viên của Liên Hợp Quốc không có cái sự đoàn kết, không có cái sự nhất quán như ngày xưa. Đặc biệt là các cái ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, là cơ quan tối cao của Liên Hợp Quốc, cũng không có cái đó. Năm nước ủy viên thường trực thì cũng mâu thuẫn nhau, đan xen lợi ích, đan xen mâu thuẫn. Thế nên nói thế để nói rằng để bây giờ mà có được một cái nghị quyết của Liên Hợp Quốc, đặc biệt là của Hội đồng Bảo an, yêu cầu chấm dứt cái cuộc chiến ấy, chấm dứt cái sự leo thang ấy của Israel, thì tôi sợ rằng sẽ không dễ dàng một tí nào. Vâng. Vâng, những cuộc không kích của Israel vào những vị trí của phong trào Hezbollah tại Liban không ngừng gia tăng. Theo con số thống kê của Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn, hàng trăm nghìn người dân Liban đã phải sơ tán. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều người dân Liban vẫn phải bám trụ tại nơi này. Và trong chiến sự rối ren, họ vẫn luôn đùm bọc hỗ trợ nhau cùng vượt qua khó khăn.